Chào bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cục sạc adapter 12V 2A hoặc là 15V 2A. Thì để mà mở cái cục adapter này á, các bạn chuẩn bị cho mình một cái miếng kim loại cứng cứng ha, hoặc là lấy cái tô vít cũng được. Rồi mình để ngay chỗ cái khe chỗ này nè, các bạn lấy cái búa các bạn gõ là một xíu nữa là tách ra được. Làm tương tự với cái cục sạc 15V 2A. Mấy cái viền chỗ này á, nó không có dán keo nha, nên mình nảy ra thôi. Rồi đây là cái cấu tạo bên trong của cái cục adapter 15V 2A. Ở đây mình nói sơ qua và một số linh kiện chính. Đây là hai dây đầu vào AC 220V. Đây là cái con điện trở cầu chì hoặc là cầu chì. Người ta thiết kế là đây là cái cầu chì ống ha. Trên đây có bốn con diode là cầu chỉ chỉnh nu. Cho một số mạch người ta sử dụng con chỉnh lưu 4 chân, nó sẽ thay thế cho bốn con diode này. Tiếp theo, ở đây mình có một cái tụ lớn. Để lọc nguồn sau chỉnh lưu. Cái giá trị ở đây á, nó có ghi là 22mA 400V. Thì nó lọc điện từ cái điện áp sau chỉnh lưu là khoảng là 310V DC. Đây là cái con MOSFET công suất. Cái mã số trên thân của nó là QF5N60. Nó dùng để kích xung từ cái con IC dao động 6 chân để đưa qua cái con biến áp xung này. Đây là cái biến áp xung. Đây là cái con opto hay đốt soi quang. Cái con ba chân này á, là cái con IC TL431. Hai con này ghép với nhau làm thành cái mạch hồi tiếp ha, để điều khiển cái con IC dao động 6 chân. Còn điện áp ngõ ra bên phần thứ cấp á, nó sẽ được hai con diode xung, diode Schottky chỉnh lưu, và nó qua một cái tụ lọc nguồn. Ở đây là 470mA và 25V. Đưa ra điện áp ngõ ra DC out. Điện áp của mình ngõ ra là 15V nha. Đây là cái cục adapter 15V. Thì tương tự cho cái cục adapter 12V 2A. Linh kiện quan trọng chính của mình đó, đây là cái con IC dao động 6 chân. Cái con này có mã số là OB2273. Đây là cái con dao động chính của nó. Rồi nó sẽ đưa qua cái con MOSFET công suất dùng để kích xung. Nhìn chung về cấu tạo á, thì những cái cục adapter này có cấu tạo rất giống cái cục sạc điện thoại di động ha. Thì đó cũng chính là cái nguồn xung, nguồn switching. Tuy nhiên ở đây á, cái điện áp sở dĩ nó lớn là nó nhờ vào, thứ nhất là cái phần kích xung, nó sẽ dùng MOSFET công suất, đồng thời cái biến áp xung của nó lớn hơn, và cái con diode Schottky á, để chỉnh lưu ngõ ra nó cũng khá lớn ha. Còn trong cái cục sạc điện thoại của mình á, biến áp xung nó nhỏ hơn nè, rồi cái nó không dùng cái con MOSFET công suất, và đồng thời diode Schottky của nó nhỏ, kích thước nó nhỏ hơn,
thì điện áp nó ra, tại vì cái mạch này á, nó điều chế độ rộng của xung. Xung càng lớn á, thì điện áp nó ra càng lớn. Thì đây nó sẽ giờ cái con này cái xung nè, thì biên độ xung nó sẽ lớn hơn so với biên độ xung của cái cục sạc điện thoại di động, nên điện áp nó ra cao hơn ha. Đồng thời cái dòng của nó ảnh hưởng của cái con công suất biếp xung và cái điếu stroking nó ra. Mình có vẽ ra một cái sơ đồ mạch dựa vào cái cục sạc này. Thì mạch cục xung này á, cái công suất nó ra có thể tính tương đương là các bạn lấy 15 nè, các bạn nhân 2A, nó ra khoảng 30W. Sơ đồ mạch của nó, phần phía trước của này á, mình không có vẽ cái phần cầu chì ngõ AC ngõ ra ngõ vào rồi cái cầu diốt ha, mình nói từ cái đoạn mà tụ sau chỉnh lưu á, cái đường ngõ điện áp B cộng á, khoảng 310V DC. Thì trong các video mà mình hướng dẫn sử cục sạc điện thoại á, nó và cái sơ đồ mạch đó nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái khác biệt ở đây á, nó sẽ dùng cái con IC dao động OB2273, cái con MOSFET 5N60. Đây là bên phần sơ cấp ha. Còn phần thứ cấp của mình á, nó sẽ có hai con diode Strokey mắc song song với nhau và nó qua một cái tụ lọc nguồn cho DC ngõ ra. Thì nhìn vào sơ đồ mạch á, ta có phần sơ cấp á, có hai con linh kiện chính, đó là con IC dao động và cái con MOSFET công suất. Con dao động này á, tạo xung dao động ha, còn con này là để kích xung. Cái mã số IC dao động là OB2273, còn con MOSFET này á, mã số là QF5N60. Thì đây là cái sơ đồ chân của con QF5N60. Chân thứ 1 của mình là cực gác, cực cổng. Chân số 2 của mình là cực D, cực máng. Chân số 3 là cực S, cực nguồn ha. Nó có một cái đế nhôm để tản nhiệt. Còn cái con IC dao động chính của mình á, là cái con OB2273. Các bạn nhìn trên mạch á, thấy một dấu chấm, chấm gần sát cái góc nào á là chữ số 1. Hay các bạn có thể dùng VOM á, các bạn dò. Chữ số 1 của mình là GD là mát. Số 2 của mình là chân FB, feedback, có nghĩa là chân hồi tiếp. Chân số 3 của mình là chân RT ha, có thể nối với điện con điện trở xuống mát ha. Trên mạch cũng có. Chân số 4 của mình là chân CS. Chân 5 là chân VDD. Lại cái chân cấp nguồn của nó. Nó được lấy điện áp từ 310V DC qua hai con điện trở mồi R1, RM2. Đây trên mạch đó, cái điện áp 310V DC nè, qua cái tụ này, chân này chân dương, chân âm của tụ ha. Nó sẽ qua hai con điện trở mồi để hạ áp. Nó đưa trực tiếp vô cái chân số 5 của con IC này. Hai con điện trở này á, nó có giá trị là 74 ha, hai con giống nhau, mắc nối tiếp nhau. Thì các bạn có thể dò mạch để xác định đúng là con điện trở mồi không. Đây cái chân của nó, hai con mắt nối tiếp với nhau á, thì mình dò đây nè, nó đưa ra cái chân số 5 đó. Cái chân số 1 của nó là mát này, chân số 5 của mình ngay giữa.
Vậy là hai con chở này là hai con điện chở mồi. Rồi chân số 6 của mình đó là chân gas đưa vào cái cổng ha của cái con mô phép công suất này, dùng để kích xung. Thì khi mà mạch hoạt động á, cái chân DS nè được điều khiển với chân G. Khi mà cái con IC này động, nó có sẽ xung ra chân số 6 cực gây và điều khiển cái chân cực cổng của cái con MOSFET công suất này, làm cho DS nối với thông nhau. Bếp xung nó sẽ có 3 cuộn, một cuộn sơ cấp, một cuộn hồi tiếp và một cuộn thứ cấp. Phần bên đây là phần sơ cấp, còn phần đây là phần thứ cấp ha. Thì cái cuộn sơ cấp của mình á, nó sẽ nối vào đường B cộng. Một đầu nó sẽ nối vào cái cực D của con mô phép công suất này. Khi mà con này dẫn á, thì nó sẽ có dòng điện chạy qua cái cuộn sơ cấp. Thì đối với một viên áp xung á, khi mà một cuộn dây hoạt động thì thông qua từ trường, nó sẽ có các điện áp bên cuộn thứ cấp và bộ bên cuộn hồi tiếp. Ở đây đối với điện áp DC out ra, nó sẽ lấy cái điện áp tham chiếu qua một cái cầu phân áp R1, R2 này, nó sẽ đưa vào cái chân điều chỉnh của cái con IC TL431 ha. Thì nó cũng giống như cái con op amp á, nó sẽ so sánh điện áp. Khi mà điện áp DC nó tăng lên á, thì cái con op amp này á, nó sẽ làm cho cái opto diode sâu quang này dẫn mạnh dẫn yếu ha. Đồng thời nó sẽ hoạt động và nó đưa vào cái chân feedback hồi tiếp, chân số 2, điều khiển được cái dao động của con IC OB2273. Đó là mình nói sơ qua cái phần sơ cấp và phần hồi tiếp. Còn bên đây là cái phần thứ cấp của nó. Cái điện áp nó ra bên phần thứ cấp của biến áp xung á, được chỉnh lưu bởi hai con diode xung Strokey SR3100. Như hôm nãy đã nói, mà phần hồi tiếp của mình á, nó kết hợp giữa con opto quang và cái con IC TL431 ha. Cái chân số 1 của mình là chân tham chiếu, chân số 2 của mình là chân anode và chân số 3 của mình là chân cathode. Thì hình dáng cấu tạo của nó, nó giống như cái con BC, con Jastor. Nhưng thực chất nó là cái con IC điều chỉnh ha. Giống như con op amp cấu tạo bên trong á, thì các bạn có thể tìm hiểu trên Google. Sau đây mình sẽ nói về cái sửa adapter khi mà các bạn mất điện áp DC out ra. Thứ nhất ở đây á, mình kiểm tra cái cầu chì hoặc điện trở cầu chì bảo vệ, coi nó có bị đứt hay không. Đây là cái phần quan trọng nhất nha. Nhiều khi á, nó bị đứt chân hay gì á, không có điện áp ngõ vào, không có điện sẽ không có điện áp ngõ ra, mạch không hoạt động. Đó, mình phải đo cái cầu chì nó còn tốt hay không ha. Đây là cái vấn đề cơ bản đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai á, cái nguyên nhân xảy ra khá nhiều, hơn 50%, đó là do cái phần sơ cấp của nó. Phần sơ cấp của mình gồm có con IC dao động 6 chân và cái con MOSFET ha. Tuy nhiên, khi mà cái con diode xung của mình á, diode Strokey, hai con nó bị đứt, bị chập, nó sẽ cũng mất điện áp ra. Vậy các bạn kiểm tra cho mình á, cái con diode xung thì cái cách kiểm tra cũng tương tự như cái con diode thông thường. Ở đây mình kiểm tra, mình bật cái thang đo diode, nó bị đứt, bị chập sẽ làm mất điện áp nó ra. Cấu tạo khá giống điếu ha.
đó các bạn đã chịu qua đo luôn. Đó, như vậy là nó không bị chập ha. Hai con này ghép song song với nhau. Tại vì đối với những cục sạc hay cục adapter mà mất điện ra, các bạn không cần phải cấp cái nguồn AC 220V để đo nóng đâu. Mà mình biết chắc chắn là linh kiện bên trong nó sẽ hư hỏng rồi, thì mình chỉ cần đo nguội là mà sẽ phát hiện ra. Thứ hai, mình kiểm tra con IC dao động 6 chân này nè. Các bạn đo chân VCC với chân mát. Ở đây chân VCC của mình là chân số 5 và chân số 1. Các bạn có thể đo trực tiếp trên IC hoặc là các bạn có thể đo thông qua một cái con tụ lọc nguồn. Ở đây con tụ nhỏ của nó nè, đây là cái con IC 6 chân ha. Chân 1 của nó là chân mát nối với chân âm của con tụ này, còn chân số 5 hôm nãy mình đã nói là cái nối với chân dương, thì mình chỉ cần đo trên hai đầu tụ thôi. Mình đo tổng chở ha, tại vì con IC dao động này nó rất hay chết, thì nó mất dao động nó sẽ không có điện áp mở ra. Mình đo trên tụ coi nó bị chập hay không ha. Bị chập là VCC với mát nó nối chung với nhau. Đó, nó ra khoảng 663 ohm. Các bạn đã chịu qua đo. Nè, nó không lên. Như vậy IC này tốt ha, nó không bị chập. Còn cái cách kiểm tra con MOSFET công suất 5N60 á, thì ở trên đây mình có vẽ ra sơ đồ. Đó là các bạn cần kiểm tra cái chân D, chân S thôi. Một chiều lên, một chiều không lên. Giá trị một cái cao, một cái thấp ha. Ở đây là con MOSFET công suất chân số 2, số 3. Một chiều không lên nè. Đảo ngược quay đo lại. Một chiều sẽ lên khoảng 500 đến 600 ohm á. Đó, cái giá trị của mình là khoảng 506 ohm. Như vậy là cái con MOSFET này tốt ha. Còn cái chân điều khiển, chân G của mình á, thì các bạn cũng có thể đo so với mát. Thì đây á, chính xác hơn á, nếu mình đo nóng được á thì mình đo, còn có mình đo nguội cũng được. Từ cái con IC dao động OB2273 qua chân G ha, khi mà nó hoạt động á, nó cũng có cái tổng chở của nó. Mình đo cái chân G, ở đây chân G mình chân số 1 với mát. Một chiều lên, một chiều không lên kim. Giá trị điện trở của mình là 683 ohm. Các bạn đảo chiều, đây nó không lên, như vậy là ok ha. Còn trường hợp mà các bạn không thấy đo cái tổng trở như thế này á, là cái chân G của mình nó đã bị hở mạch rồi, thì các bạn kiểm tra dò ngược lại coi có con điện qua, con cái điện trở này nè. Cái chân số 6 của mình nếu mà không có điện áp ra, không có xung á, thì nó cũng là không làm cho cái con MOSFET công suất này kích xung được. Thì mình đo đây, đo nguội để kiểm tra nhanh thôi. Còn chính xác hơn mình đo nóng ha.
khi mà các bạn cấp nguồn vô khi VDD của mình á có nguồn á, nó sẽ tầm điện áp từ 12 đến 13 V DC. Thì có siêu dao động á, thì cái cực G này nè nó sẽ, các bạn đo lên á, như cái đồng hồ kim á, nó sẽ giật ha. Thì các bạn có thể tháo cái con MOSFET công suất này ra, các bạn đo test đồng hồ kim chân G với mát, thì đo điện FDC á, thì nó sẽ giật ha. Khi mà kim nhịp như vậy á, tất nhiên là nó sẽ có cái xung ngõ ra cung cấp cho cực G của cái con MOSFET công suất này. Thì đó nó sẽ làm cho cái cuộn dây sơ cấp của mình á, nó dẫn nó ngắt như là ngắt ha. Đồng thời cái điện áp ngõ ra bên thứ cấp á, nó sẽ có. Đây là ba cái phần chính của mình khi mà mình bị mất cái điện áp ngõ ra. Đó là các bạn kiểm tra, thứ nhất là các bạn kiểm tra cầu chì nè, các bạn kiểm tra đi ốc sung nè, rồi kiểm tra IC dao động 6 chân, đó là cái chân VCC với chân mát, và kiểm tra cái con MOSFET công chất xuất ha. Quan trọng nhất là cái con chân D và chân S, cực má và cực nguồn của cái con MOSFET công suất này nè. Đồng thời khi mà đo vô thì cái cực G của nó phải hoạt động, có xung vào cái cực G của cái con MOSFET công suất này nha. Trong trường hợp mà cái cục adapter của mình đó bị tụt áp hoặc bị giảm điện áp ngõ ra hoặc điện áp ngõ ra không ổn định đó, thì các bạn kiểm tra cho mình cái tụ lọc nguồn DC ngõ ra có bị phồng bị phù hay không. Đó là cái tụ mà ngay chỗ cái con đốt stroke hay đốt sung á. Ở đây của mình là 470 25 V ha. Kiểm tra trên đầu tụ nè, nó có bị phù không? Con nào bị phù á thì mình thay cục chỉ số cùng giá trị, như giá trị điện dung và giá trị điện áp làm việc của nó. Ngoài ra cái nguyên nhân mà cái adapter nó bị giảm điện áp ngõ ra hoặc điện áp ngõ ra không ổn định đó là cái đường hồi tiếp của mình, mà cụ thể đây là con Opto 4 chân. Thì trong video mà sửa cái cục sạc điện thoại di động á, mình đã hướng dẫn các bạn cách đo kiểm tra con Opto diode sâu quang 4 chân này, thì các bạn có thể tìm hiểu trên kênh mà các bạn xem ha. Thì đó là một cái con nguyên nhân mà làm cho cái điện áp của mình ngõ ra nó yếu hoặc là nó không ổn định, nó cứ nhảy lên nhảy xuống. Đây là diode sâu quang, nó hay bị chết. Thì mình thay cái có những cái con cùng loại cũng được. Thì các bạn có thể lấy cái diode sâu quang này á từ bên cái cục sạc điện thoại hư, mình lấy vô mình thay cũng được ha. Và trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa và kiểm tra cái cục adapter 12V 2A hoặc là 15V 2A, thì hai cái cục adapter giống nhau ha. Nó được ứng dụng phổ biến rộng rãi. Đồng thời hai cái ban quan trọng nhất của nó, nhất là cái ban mất điện ra nè, và cái ban bị giảm điện áp á, thì khi mà điện áp không đủ á, các bạn kiểm tra tụ lọc nguồn và kiểm tra cái đường hồi tiếp cho mình chính xác lại con Opto 4 chân này. Còn khi mà mất điện ra, các bạn kiểm tra cầu chì, diode sung, IC dao động 6 chân và MOSFET công suất. Đó là hai cái con quan trọng nhất của mình, là cái con OB2273 tạo dao động và cái con 5N60 MOSFET công suất ha. Và là video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn đã lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.